rồi. Nói thật với lại bạn là từ bé đến giờ tôi chưa được từng chứng kiến một cái phôi xưa nào mà Vân nó lại kinh điển như này. 10 nhân với lại 30 thì nó vừa khoảng sấp xỉ khoảng 300 triệu rồi. Nghe nói bạn chuyên thẩm định gỗ quý ở trên mạng ấy. Thì tôi có cục gỗ mà có rất nhiều người đến trả tôi mấy trăm triệu, nhưng mà tôi không dám bán vì sợ đấy là đồ cổ. Mà từ thời tôi rất nhỏ đã có được rồi, trong nhà rồi. Nay mà bạn thẩm định được nó là gỗ gì thì bạn có cục gỗ nào và bức tượng nào đẹp nhất, nhiều tiền nhất thì tôi sẽ mua ủng hộ bạn. Nếu mà có người trả mấy trăm triệu thì chắc là nó cũng không phải gỗ bình thường đâu. Nhưng mà cái này là có từ lâu chưa? Đó, thì tôi lúc tôi còn rất nhỏ đã có trong nhà rồi. Đây, nói chung là cái này bọc kỹ quá nên là để tôi cắt ra để kiểm tra. Úi dồi ôi, cái này tôi nhìn qua quá đây đã thấy là nó rất đặc biệt rồi đấy. Đấy, tôi chẳng biết nó như... Rồi, và xem anh em đưa camera lại gần để cho cả gia đình nhà mình xem nó là cục gỗ gì mà hôm nay... nhưng mà bạn ở đâu nhỉ? Mình ở bên Hà Tây. Hà Tây á? Ủa thế thì bên Hà Tây cũng là đất gỗ mà. À, nhưng quê mình không có người gỗ. À. Đất cụ không biết từ trời nào. Ui da. Cái này hình như là còn đang chế tạo dở ở đây. Chắc là... Ui. Nhưng mà cái này thì bởi vì đây đã được tạo hình hết vòng quanh rồi. Thế thì mình xem có chỗ nào mình tạt được thì mình tạt nhẹ nhàng thôi nhá. Một tí ti thôi. Ok. Một tí ti để mình kiểm tra lại cho nó rõ. Đây. Cái chỗ này thì nó sẽ là cái phần... này thì nó sẽ không bị đụng chạm. Chất gỗ rất là đanh. Thực ra thì ở đây là mình đã nhìn rõ màu gỗ rồi, nhưng mà thực ra thì mình muốn tạt một tí thôi để mình xem cái độ cứng, độ đanh, độ dẻo của gỗ nó như thế nào. Thì khi đấy thì mình sẽ có cái cảm nhận, tức là cái cảm nhận của người thợ khi mà chạm vào một cái phôi gỗ thì nó sẽ có một cái cảm giác. Thì khi mà mình đã nhìn thấy một cái phôi mà cái vân gỗ của nó quằn quại như thế này rồi thì mình cũng đã đoán nó là một cái loại gỗ thuộc cái chủng loại gì rồi. Nhưng mà để mà còn kiểm định một cách kỹ càng hơn nữa thì nó còn phụ thuộc vào thứ nhất là cái tom gỗ, thứ hai nữa là cái mùi hương thơm của gỗ, và thứ ba nữa là độ đanh, độ cứng của gỗ. Thì với như cái như mùi của cái gỗ này thì rất đặc biệt. Đây nó cái mùi thơm mát, rất là dễ chịu, và cái mùi thơm này là đặc trưng của một trong cái dòng gỗ được nằm trong nhóm tứ đại vương mộc, tức là bốn loại gỗ được mệnh danh là đắt đỏ quý hiếm nhất trên thế giới này. Thì như tôi kiểm tra ở đây thì đây chắc chắn là một loại gỗ xưa. Chắc chắn là một loại gỗ xưa, và đây nó là loại gỗ xưa rất là quý hiếm. Và cũng chia sẻ với bạn thì ở trên thế giới thì nó có khoảng 4-5 loại gỗ xưa. Thì loại đắt nhất ở trên thế giới này là xưa của Hải Nam Trung Quốc. Thì ở cái thời kỳ mà giá của nó cao nhất ấy, thì nó rơi vào khoảng 75-80 triệu một cân. Thì còn ở Việt Nam chúng ta thì có 3 loại. Đó chính là xưa đỏ, xưa bắc, và loại thứ hai là xưa nam, và loại thứ ba là xưa Quảng Bình. Thì ở Việt Nam thì với xưa đỏ, xưa bắc ấy, thì ở thời điểm đỉnh điểm thì giá nó cũng phải rơi vào khoảng từ 28-30 triệu một cân. Thì như ở thời điểm cao nhất thì xưa Quảng Bình thì nó cũng phải rơi vào khoảng độ 22 triệu một cân. Còn xưa Nam thì nó rẻ hơn, nó rơi vào khoảng độ 12-15 triệu một cân. Thế còn ở bên Lào thì có dòng xưa dây của Lào, người ta hay vẫn trà trộn để giả làm xưa của Việt Nam để bán những chiếc vòng tay đấy. Thì cái loại đấy thì giá nó rẻ hơn, nó vào khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu một cân. Loại đấy thì giá nó chỉ như vậy thôi. Còn nếu như mà để mà chắc chắn đây là gỗ xưa ở vùng Lào của Việt Nam mình ấy, thì để tôi còn phải kiểm tra vân gỗ, bởi vì cái tác phẩm này là đã bị đục thô sơ rồi, cho nên là cái vân nó bị giảm đi bởi vì nó còn lẫn với lại cái nét đục. Thế chính vì thế cho nên là muốn kiểm tra được chắc chắn nó là xưa vùng Lào thì bạn đi theo tôi. Úi giời. Nói thật với lại bạn là từ bé đến giờ tôi chưa được từng chứng kiến một cái phôi xưa nào mà vân nó lại kinh điển như này. Lý do tại sao mà mình phải dội nước nó vào, bởi vì khi để mộc thì nó chưa thể nhìn rõ được các cái bộ vân. Thì khi đây tôi dội nước vào cái đây. Em ơi, đưa camera lại gần đây để anh em mình thưởng thức đây này. Để mà nói rằng cái vân xưa mà lại đẹp còn hơn cẩm là một dòng gỗ cực kỳ đẹp rồi. Nhưng mà nếu mà để nói gỗ xưa mà vân được đẹp như thế này thật sự là quá kinh điển. Vừa nãy mình cũng đã chia sẻ anh em là có 3 loại gỗ xưa ở Việt Nam rồi. Còn loại xưa đắt nhất ở bên Hải Nam, còn loại xưa rẻ nhất thì là bên Lào. Nhưng mà khi mà mình đã dội nước vào đây và mình nhìn bộ vân gỗ quằn quại này thì mình
khẳng định luôn thì đây chính là sữa đỏ sữa Bắc của Việt Nam mình. Và ở cái thời điểm đỉnh cao nhất về về sữa đỏ sữa Bắc thì giá nó rơi khoảng 28 đến 30 triệu. Ấy mà cái phôi này thì bây giờ mình đục đi rồi nhưng mà bây giờ nó chưa đến chục cân đâu, nhưng mình đoán là phôi ban đầu nó khoảng chục cân hơn chục cân, thì riêng cái tiền phôi này không đã phải, nếu mà ở thời kỳ đỉnh cao thì nó phải rơi vào khoảng 10 nhân với lại 30 thì nó vừa khoảng sấp xỉ khoảng 300 triệu được. Đấy nhá, là còn khi đây là tạc rồi, đục rồi, nó có nét nghệ thuật rồi thì mình không đong đến đồng tiền nữa, thì cái đấy thì nó vô cùng. Nhưng nếu mà phôi thì nó sẽ là như thế. Và tại sao thì tôi lại biết rằng đây nó lại là sữa đỏ sữa Bắc thì cũng chia sẻ với bạn luôn. Ở trong từng cái thớ vân gỗ của sữa đỏ sữa Bắc thì bạn nhìn đây này, bạn nhìn nhá, trong một cái, bởi vì ở khí hậu ở khu vực miền Bắc là khí hậu bốn mùa, đấy, xuân hạ thu đông, chính vì thế nên mỗi một năm để cây gỗ nó tạo ra một cái vòng vân. Nhưng mà trong mỗi một cái vòng vân của xưa già xưa Bắc này này, nó lại có cái độ óng ánh của từng cái tức là một cái vòng vân của nó không cố định, mà nó có cái sự biến thiên dao động giữa các một cái vòng vân, mà nó chạy lúc thì nó nhỏ, lúc thì nó to, nó thể hiện cái sự đặc biệt dao động của một cái vòng vân trong vòng bốn cái mùa đấy. Và nó có sự đa sắc trong một cái vòng vân, người ta gọi là sự đa sắc, là bởi vì trong một vòng vân nó có rất nhiều các màu khác nhau, bởi vì nó biến thiên theo từng mùa một của khu vực phía Bắc. Chính vì thế tại sao mà sữa đỏ sữa Bắc lại được những người Trung Quốc người ta thu mua với giá cao hơn rất nhiều, và hiện tại bây giờ thì giá nó quá, giá thì cao rồi nhưng mà lại cái số lượng nó cực kỳ cạn kiệt, và không phải ai cũng có thể sưu tầm cho mình được một phôi sữa già sữa Bắc. Bởi vì sữa non ấy thì niên đại tuổi nó khoảng 20 đến 30 năm thì nó nhiều, giá thì nó vài trăm nghìn, thậm chí cái loại đẹp hơn thì được khoảng là 1 triệu, 1,5 triệu một cân. Nhưng mà những cái loại như thế này thì nhiều khi có tiền chưa chắc mình đã có thể sở hữu được. Và có thể nói rằng là ngày hôm nay Mạnh Sơn cũng rất là may mắn khi được bạn mang một cái phôi gỗ cổ xưa rất là quý hiếm đến để thẩm định, và thôi chúc mừng bạn. Thì cảm đúng bạn. Là cái này thì người ta trả 100 triệu là đúng rồi. Thế thì mình lại trúng quả to đúng không? Bậc cao nhân đã để lại cho mình đúng không? Đúng rồi, quả này thì thôi rất là hiếm đấy. Đúng lời hứa với bạn lúc đầu là bây giờ bạn giới thiệu những cái bức tượng nào đắt nhất, đẹp nhất của bạn nay thì tôi sẽ mua ủng hộ bạn. Ui rồi, là chăm nghe không bằng mắt thấy. Cảm ơn bạn. Ok, tuyệt vời quá. Thế đây bạn đi theo tớ. Thì ở chỗ không gian trưng bày này, đây là có 4 tác phẩm này là cao cấp tại đơn vị, thì bạn thử ngắm xem là ưng với tác phẩm nào. Thật sự bạn là vừa vào đây tôi đã nhìn ngay bức này rồi. Thật sự là feel và có hồn. Thì các bạn cũng tinh tế đấy. Với ra thì ở đây là một tác phẩm rất là dị, rất là độc của nghệ nhân Chiến Hà. Thì đây là một nghệ nhân mà nếu mà trong danh tiếng ở trong giới mà dân chơi về đồ gỗ cao cấp thì anh Chiến cũng là một người mà có thể hiện rất là nhiều tác phẩm độc đáo. Thì cái tác phẩm này thì là được làm liền khối bằng gỗ chắc. Như bức này là hiện tại thì nếu bạn lấy mình bán thì hơn 300, nhưng riêng bạn lấy thì mình để cho bạn là 280. Đấy là chỗ anh em là nếu bạn chơi hàng cao cấp này thì để cho bạn như vậy. Thôi like có duyên đến đây và cũng là tác phẩm mà mình thật sự rất ưng ý. Thì thôi mình bạn để cho mình thì giá số đẹp là 268 triệu. Anh em mình giao lưu với nhau. Thôi được rồi, để hôm nay bạn cũng rất là tuyệt vời, thì sang đây mình có tác phẩm gọi là để giao lưu với bạn. Nhưng mà nói thật là như này, đây là sản phẩm mà hàng cao cấp nên bên mình cũng có cái dịch vụ đằng sau là nó khác với các sản phẩm thông thường. Là sản phẩm này thì sẽ có một cái lễ bàn giao của nghệ nhân và đơn vị mình để có thể là ký giấy chứng nhận cho bạn về tác phẩm, cũng như là sẽ bàn giao đến tận nhà để bạn có thể là trải nghiệm cũng như là cảm nhận một sản phẩm tinh tế của nghệ nhân. Cảm ơn bạn nhá, hôm nay đến với lại đơn vị.